tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư tăng. Đệ tử sinh cung kính lễ đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Nhân lực tán dương tức là bảo kết vấn tắc sinh gia hộ cho chư tôn đức tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường. Thưa quý vị, theo bộ giáo trình của ngài Anuruddha thì đúng ra là chúng ta hôm nay học tới những cái phần phụ thuộc về tâm, như là mỗi tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp, và mỗi tâm sở phối hợp được bao nhiêu tâm, hoặc là ba cái tánh của các pháp, v.v. Nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng do một cái tình hình hiện tại là người Phật tử chúng ta sau khi học một số chương về sự quan hệ giữa các tâm và tâm sở thì lơ là cái phần sắc pháp, mà ngược lại thì phần sắc pháp rất là quan trọng, bởi vì theo giáo trình của ngài Anuruddha thì cái phần sắc pháp nó nằm ở gần cuối để bắt nhịp cầu cho những cái pháp môn khác. Và cái người Phật tử chúng ta trong cái tình hình hiện tại này thì yêu thích về cái kiến văn nó rộng mở rồi, để rồi sau đó thì chúng ta thực hành những cái pháp. Còn thời Đức Phật hay là thời các ngài thì các ngài học đến đâu thì các ngài thực hành đến đó, cho nên cái điều nào mà cần thiết thì các ngài sẽ hỏi. Và do đó thì cái mức độ nó tăng tiến rất cao. Do cái phù hợp với cái tình hình hiện tại này thì chúng tôi mới chọn phương án thứ hai, nghe là giới thiệu cho quý vị nắm bắt rõ 28 cái sắc pháp. Bởi vì theo kinh nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng cái người học viên học viên diệu pháp á thì nói về người cõi hay vân vân hay là những cảnh này rất rành, nhưng mà khi con tới sắc pháp thì đâm ra lúng túng. Mặt khác, chính do cái sự lúng túng đó cho nên một số thiền giả, tức là một số hành giả thực hành thiền quán hoặc là những thiền tịnh thì cái tuệ đầu tiên là cái tuệ mà phân biệt được danh và sắc, thì không nắm bắt được cái không phân biệt được ở đâu là danh ở đâu là sắc, rồi giữa danh và sắc tức là giữa cái tâm và các sắc pháp có sự liên hệ như thế nào, có cái nhịp cầu như thế nào và nhịp cầu đó nó xuất phát từ đâu, thì không thể đạt được cái tuệ thứ hai, tức là tuệ duyên đạt tuệ hay là do duyên của sắc tâm nó sinh khởi hay do duyên của tâm sắc nó sinh khởi, vân vân. Cho nên chúng tôi muốn trình bày về 28 sắc pháp để chúng ta có nắm bắt được một cái khái niệm về sắc pháp, và trong khi chúng ta tu tập về những thiền quán thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được nơi nào là sắc, nơi nào là danh. Rồi danh này nó làm duyên cho sắc nào sinh khởi, rồi sắc nào nó làm duyên cho danh này, danh kia nó sinh khởi, vân vân, để chúng ta nhạy bén ở trong cái chuyện tập của chúng ta. Bây giờ nói về sắc pháp, là tiêu đề cái bài này là Đại Cương về sắc pháp. Nói về sắc pháp thì chúng ta có danh từ Pali gọi là Rupa. Rú bá theo cái ngữ căn, theo ngữ căn có một cái loại ngữ căn cũng là rú bá, nhưng mà theo cái ngữ căn này thì có nghĩa là nó hiện bày ra, nhưng mà từ ngữ căn rú bá này nó chuyển ra một cái loại danh từ trung tính thì nó lại có một cái ý nghĩa khác, tức là nó
có cái tính thay đổi, chuyển dịch, hoặc là nó có tính tan rã, hoặc là nó có tính hư hoại. Bởi vì chúng ta biết rằng tâm thì nó y như là như vậy. Chúng ta nhìn từ y nhiên có nghĩa rằng khi một cái tâm này nó sinh lên thì nó có cái trạng thái là như vậy. Và giữa tâm với tâm sở thì nó có sự hòa hợp trộn lẫn với nhau, đến mức độ mà người ta không thể phân biệt được đây là tâm, đây là tâm sở. Nó cũng giống như cái vị ngọt ở trong sữa, vị ngọt ở trong đường, vị ngọt ở trong dầu mè, hay là vị ngọt ở trong bơ. Khi tất cả những cái đó hòa lẫn với nhau rồi thì nó trở thành là một khối, và người ta sẽ không phân biệt rằng đây là cái vị ngọt của đường, đây là vị ngọt của bơ, đây là vị ngọt của dầu, hoặc là đây là vị ngọt của sữa. Bởi vì nó quyện kết nhau một khối như vậy. Cho nên nói về danh pháp, tức là nói về tâm hay tâm sở, thì nó không hề có cái sự bể vụn hay là tan rã. Dĩ nhiên, tâm nó cũng sẽ đi đến cái trạng thái là sinh trụ diệt. Tức là nó sinh lên, rồi nó an trụ, và cuối cùng thì nó phải bị diệt. Nhưng mà giữa một quá trình sinh trụ diệt đó, nó không bị tan rã ra, nó không có bị bể vụn hay là gãy vụn. Trái lại một cái cục đất hay là một cái thanh thép chẳng hạn, hoặc là một khối vàng chẳng hạn, thì nó cũng có trạng thái là sinh trụ diệt. Nhưng mà trong quá trình mà sinh trụ diệt đó thì cái thanh sắt nó có thể rã ra, nó chảy ra nước chẳng hạn, hoặc là nó bị gãy vụn, nó gãy đôi, gãy ba, gãy năm, vân vân. Ở cho nên cái chữ rupa đây, ý nghĩa thứ nhất là nó hiện bày ra. Bởi vì tâm chúng ta biết rằng nó có, nhưng mà tâm đó không phải hiện bày ra để chúng ta thấy, và chúng ta nghe, và chúng ta sờ, hay là đụng chạm. Mà chúng ta chỉ cảm nhận được cái tâm đó thôi, và chúng ta biết được cái tâm đó. Ví dụ như người học di diệu pháp, tâm khởi lên chỉ dính mắt nào đó, người đó hiểu ngay là tâm tham, hay là tâm bất bình khó chịu, người đó nghĩ ra hiểu ngay đó là tâm sân. Hoặc là một lúc nào đó mà không sáng trí, cái điều mà mình đã biết là mà mình không ứng dụng được, thì người đó sẽ có thể hiểu ngay đó là bị gọi tâm si. Nhưng cái sự hiểu đó nó không phải bằng những cái vật chất bên ngoài, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân, mà nó hiểu được là bây giờ có một cái trí chẳng hạn, hoặc là nó do có một cái sự ghi nhớ chẳng hạn, hoặc là một sự hồi tưởng lại chẳng hạn. Tức là nó thuộc về cái phần vô hình hay là vô sắc, nó không có hiện bài. Còn trái lại, sắc pháp thì hiện bài rõ rệt. Khi chúng ta gặp một vật gì á, mà chúng ta rờ vào, chúng ta thấy nóng, chúng ta biết ngay nó là lửa. Mà sự biết đó nó do cái đụng chạm bởi thân. Và chúng ta cầm một vật gì đó mà nó có vẻ mềm, hay là nó vẻ cứng, thì chúng ta biết ngay, mà bằng giác quan. Hoặc là chúng ta thấy những cái cảnh đồi núi chập trùng, hoặc là thấy những cảnh thiên cung, hoặc là thấy những lâu đài bằng con mắt, hoặc chúng ta nghe những âm thanh nó bằng lỗ tai, thì tất cả những cái đó nó hiện bày ra mà mình thấy rõ, mình biết rõ, mình nghe rõ, mình nếp rõ, vân vân. Cho nên chữ rupa này có hai ý nghĩa: một là nó hiện bày ra, hai là nó có cái tính hư hoại, tan rã. Còn ngược lại danh á, nó chỉ có một tính chất, một cái là sinh, diệt, sinh, diệt. Nó không có rã ra để rồi nó diệt, không phải. Nó sinh lên đúng một thời điểm nào đó, nó diệt.
và chúng ta nắm bắt được những cái ý nghĩa của chữ rubat là như vậy. Bây giờ sắc pháp nó là cái pháp hữu vi hay là nó pháp vô vi? Thì dĩ nhiên câu trả lời phải là sắc pháp và cái pháp hữu vi, tức là sankhara. Mà những gì mà thuộc về pháp hữu vi thì nó phải có nhân và có duyên để trợ giúp nó mới hình thành. Vậy thì nhân sinh sắc pháp có bao nhiêu? À, xin thưa, nhân sinh sắc pháp nó có tất cả là 4. Bởi vì cách nào chăng nữa chúng ta sẽ không bao giờ được phép lìa bỏ cái nhân quả. Ngoại trừ niết bàn là vô nhân, pháp vô nhân, pháp vô quả, pháp vô duyên, pháp vô vi không có tạo tạo. Còn tất cả những pháp vô vi còn lại thì đều phải có nhân có duyên để trợ giúp nó hình thành. Và nhân mà sinh thành sắc pháp đây, nó có bốn, thứ nhất là tâm tạo ra sắc. Một cái người mà nó phát sinh một cái tâm giận, tức là tâm sân, thì đôi khi cái sắc pháp người đó nó sanh dời hoặc là nó tái mét. Như ca dao chúng ta có câu á, chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Đánh người ta, chưa đánh người ta đó thì mặt đỏ hồng hồng. Đây cái tâm sân của nó đang dựng cao. Nhưng mà đánh được người rồi đó là sợ, lo sợ. Lo sợ những tù tội, lo sợ bị tổn hao tài sản, bảo vệ. Cho gương mặt cũng trở nên vàng. Hoặc là khi mình sợ quá đó, lúc bình thường thì da dẻ mình cũng hồng hào, nhưng mà lúc sợ á thì cái da của mình nó trở nên tái mét. Tiếng nói mình lúc là cũng bình thường, nhưng mà lúc mà giận hoặc là sợ đó, cái tiếng mình nó đâm ra nó lập cập, hoặc là nó có một cái âm điệu mà bất bình khó chịu trong đó. Hoặc là khi mình có tâm tham sân khởi lên thì cặp mắt người này ngó tới ngó lui láo liền để tìm. Lúc tham mà không có đó, người ta nhìn giọt một cách rất là bình thường. Nhưng mà khi mà tâm tham sanh lên á thì cặp mắt nhìn với cái vẻ thèm muốn, với vẻ ước muốn. Đúng không ạ? Hoặc là khi mà tâm thiện sanh khởi lên thì cái sắc pháp của người này nó hồng hào, nó tươi lên, hoan hỷ trong cái việc thiện, vẻ mặt nó rạng rỡ, ánh mắt nó cảm thấy hài lòng, người còn hạnh phúc, vân vân. Như vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên để sanh sắc pháp đó chính là do tâm, và cái loại sắc do tâm này nó tạo ra, thuật ngữ gọi là sắc tâm tạo, sắc tâm tạo. Đây là nguyên nhân thứ nhất để phát sinh sắc pháp. Nguyên nhân thứ hai để phát sinh sắc pháp đó là nghiệp. Nghiệp nó tạo ra cái sắc pháp. Như cái người nhân loại chúng ta có cái thân hình của một người nhân loại thì cái nghiệp mà nó dẫn đến được tái sinh vào con người đó, dĩ nhiên nó là nghiệp thiện. Nhưng mà da dẻ chúng ta đó, nó không có được trong sáng giống như những da dẻ của chư thiên. Da dẻ chư thiên bởi do của nghiệp thiện nó tạo, nhưng mà nghiệp thiện nó tốt hơn, cho nên hồng hào hơn, tốt đẹp hơn. Cặp mắt của chúng ta cũng do nghiệp nó tạo. Với một cái người mà có nghiệp tốt, nghiệp thiện tốt thì cặp mắt nó lại tinh tường, cặp mắt nó không có bị những cái bệnh về mắt. Như Bồ Tát của chúng ta khi chưa thành Phật, do cái phước độ của Ngài rất là lớn, cho nên Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, ban ngày hay ban đêm,
Với ánh mắt của Ngài, Ngài có thể nhìn thấy một vật rất nhỏ ở trong phạm vi một giờ thôi. Dù là ban ngày hay ban đêm, Ngài vẫn nhìn thấy những vật rất nhỏ ở xung quanh Ngài, với điều kiện là những vật đó không bị che khuất, che lấp. Bởi chúng ta biết rằng nhân sinh nhãn thức nó có bốn, tức là có cái thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng và có sự chú ý. Có cảnh sắc, mà cảnh sắc mà nó bị khuất lấp, tức là nó không bị không có ánh sáng nó soi rọi tới, như trong đêm đen thì người đó sẽ không thấy, mà không thấy thì không phát sanh được cái sự thấy, tức là nhãn thức nó không sinh khởi. Nhưng mà do nghiệp tạo vậy đó, cho nên cặp mắt của Bồ Tát của chúng ta nhìn trong đêm hay ban ngày, nếu mà miễn có ánh sáng đó thì Ngài có thể nhận thức được, thấy rõ những vật dù nhỏ ở trong phạm vi một do tuần. Hoặc là do nghiệp tạo, cho nên cái lỗ tai chúng ta, nếu là nghiệp tốt thì lỗ tai nó thính, còn nếu nghiệp xấu thì cái lỗ tai nó cái khác là thành kinh nhĩ, nó trở nên kém khuyết, nó bị lãng tai hoặc là nghe không rõ. Hoặc là nếu như nghiệp xấu nữa thì người này có thể là bị điếc vô vật. Hoặc là ngay cả cái trạng thái nam hay trạng thái nữ, mang tính chất của người nam hay tính chất của người nữ đó, qua cái biểu lộ hình tướng bên ngoài, cái tính tình hoặc là cái dáng đi vân vân, thì nó do của nghiệp tạo. Nếu mà nghiệp xấu hay là cái nghiệp mà tham dục nhiều thì người này dễ dàng sinh làm người nữ. Mặc dù chúng ta biết rằng sự trả quả của nghiệp thì không thể bàn hết được, nhưng mà với một cái mô hình ổng mắt chung thì thông thường với một cái nghiệp mà tham ái nhiều hay là tham ái nặng, khi nói tham ái nhiều hay tham ái nặng thì phải hiểu ngầm rằng cái người nào mà có cái sự thích thụ hưởng về dục lạc, thích thụ hưởng về dục lạc, tức là thích thụ hưởng về sắc, tinh hương, vị xúc, thì phần lớn những người đó tái sinh làm người nữ là một điểm. Bởi do cái nghiệp này, cái nghiệp tham ái nó nhiều, nó dẫn tới phải tái sinh làm người nữ. Hoặc giả là cái nghiệp mà do tham ái nhiều tọa hưởng dục lạc đó, mà đặc biệt đó là cái nghiệp tà dâm. Các bậc sư giải thích rằng cái người nam á mà muốn trở thành người nữ á, nó dễ dàng giống như cái người từ trên đỉnh núi mà nhảy xuống. Còn người nữ mà muốn trở lại người nam đó, nó khó khăn vô cùng. Nó giống như là một người dưới chân núi muốn đi lên đỉnh núi, rất là khó khăn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng những cái nét chung như vậy, như tiền thân Đức Ananda vào một kiếp á, Ngài là một người nam, là một công tử rất là giàu có. Rồi cũng ham mê về cái thọ hưởng dục lạc, vì là con nhà giàu có cho nên dung tiền bạc ra để quyến rũ, để làm hư hại những cái người nữ trung anh dục. Mặt khác, ở trong những cái lúc mà ở dục lạc đó, người này cũng có tạo những cái phước lạc.
Nhưng mà phân biệt tầng dâm nhiều như vậy cho nên sẽ gây bệnh chung, mặc dù còn có phước, những loại phước, nhưng mà phước nó theo kịp, nó trả không kịp. Cho nên tiền thân của Đức Ananda rớt xuống địa ngục đã lặng, rồi từ địa ngục nó sẽ lên làm những loài súc sanh, có khi làm khỉ, có khi làm bò, có khi làm heo. Nhưng mà tất cả những kiếp đó đều bị thí, khỉ con cũng bị thí, rồi làm heo cũng bị thí, rồi làm bò cũng bị thí. Trải qua những cái kiếp mà làm súc sanh bị thí đó thì cái phước kia nó trổ. Cái phước mà bố thí hay là cái phước mà phục vụ cung kính không phải, nên hồi nó trổ quả. Nó trổ quả thì điện thân của Đức Ananda tái sinh làm một cô công chúa. Cô công chúa này có tên là Ruchi. Và khi nhờ cái phước riêng đó thì cô công chúa này mới nhớ lại những cái kiếp quá khứ của mình. Cái sự nhớ lại kiếp quá khứ này là do phước. Và thấy là mình đã tạo những cái nghiệp xấu như vậy. Và trong kiếp đó, cái cô công chúa này giữ giới thật là trong sạch. Và đây là con gái duy nhất của đức vua. Đức vua này trở lại theo tà kiến. Đó là tiền thân của ngài Uru Velat Kassapa. Và chính nhờ công chúa Ruchi này trợ giúp để mà vua cha mình quay trở lại thánh kiến. Nhưng mà ông vẫn khăng khăng không tin. Bây giờ Bồ Tát chúng ta là vị Phạm Thiên, cũng có nhân duyên ở quá khứ, ở cho nên vị Phạm Thiên này mới xuống tế độ cải tà quy chánh cho đức vua có tài kiến đó. Và điều này nằm ở trong thập độ phần về hạnh xả ba la mật của Bồ Tát của chúng ta. Nhưng mà đây muốn nhấn mạnh rằng là cái nghiệp nó tạo nên cái sắc tác, và cái loại sắc tính nam, sắc tính nữ đó, nó phần lớn là do cái nghiệp mà tham dục nặng. Tham dục nặng có hai điều: một là rơi vào cái tà dâm, hai là thích thụ hưởng những dục lạc sắc thinh hương vị xúc. Và chúng ta cũng nhớ trong Hoa Pháp Quốc Kinh nó có một cái mẫu chuyện của ngài, của công tử Soraya. Công tử Soraya còn nhớ những người bạn mình vào buổi sáng ra tắm sông ở cái cổng thành. Ta tình cờ gặp ngài Maha Kachana, tức là đại ca thiên nhiên. Trước khi đi vào thành để mà khất thực, ngày xưa thì các ngài không có cái hồng sắc, tức là đại ca giống cái áo thun của mấy sư già mặc bây giờ, tức là giống như áo thun ở ngoài đời. Và cái này tôi gọi là cái hằng sắc, tức là một loại giải để tẩm mồ hôi. Nó tương tự giống như áo thun của những người nam ở ngoài đời. Nhưng mà thời Đức Phật thì chưa có cái loại hằng sắc này. Cho nên trước khi đi vào thành á, Đức Đại ca thiên nhiên, tức là Maha Kachana, ngài mới đắp y lại cho nghiêm trang để ngài đi bát phát thực ở trong thành. Và dĩ nhiên thì ngài cởi trần ra, đã rồi ngài khoác y lại cho nó tương tất. Nhìn thấy thân hình của ngài quá đẹp, với màu da vàng sáng chói, thì công tử Soraya mới khởi lên ý nghĩ rằng người này có thân hình nước da rất là đẹp. Nếu mà ngài là người nữ, ta sẽ cưới về làm vợ. Chỉ một ý nghĩ bất thiện đó, tức là một ý nghĩ tham dục đó, thì công tử Soraya biến thành từ nam biến thành nữ. Sau đó thì cũng có con, cũng có hai người con, rồi được nhờ một người bạn ra cung thỉnh Đức Maha Kachana tới. Và cô Soraya này mới sám hối
Đức Ma Chấp Tà Na. Sau khi sám hối thì từ thân nữ trở thành thân nam ở trong một kiếp như vậy. Cho nên sắc nam tính, sắc nữ tính nó cũng là sắc nghiệp. Con mắt cũng là sắc nghiệp. Lỗ tai cũng là sắc nghiệp. Người mà có sắc nghiệp tốt thì cái mũi nó thính. Nó ngửi được những cái mùi đặc biệt hoặc là những mùi ở từ xa. Hoặc là phân biệt được cái mùi này là mùi hoa lài, mùi này là mùi hoa ổi, vân vân. Còn trái lại cái người mà nghiệp xấu, nó cũng có cái thần kinh mũi, nhưng người đó cũng sẽ không phân biệt được cái mùi nào ra mùi nào. Nó tương tự như vậy, lưỡi nó cũng làm quả sự nghiệp. Nếu người mà cái lưỡi nhạy bén, người đó sẽ phân biệt được nhiều cái vị chất. Mà điển hình như chúng ta nhớ là những cái người mà nếm rượu, họ phân biệt được cái vị chất là rượu này được bao nhiêu năm, loại rượu vang này làm là bằng loại nho ở vùng nào, vân vân. Và họ nói rất là chính xác. Với một cái người mà có cái nghiệp tốt á, thì tầng kinh thân của họ rất là nhạy cảm với thời tiết. Và cái tầng kinh thân của họ đó, nó có nổi lên những cái điểm rất là đặc biệt. Ví dụ như bà Chanh Đát Đá Đu Ma, tức là bà nội của bà Visakha. Bà có tên là Chanh Đát Đá Đu Ma bởi vì một cái lòng bàn tay của bà có hình mặt trăng. Rồi một bàn tay kia của bà có hình cánh bông sen. Và ngài Bố Thí Quan Sát ngài giải thích rằng trong tiền kiếp bà là cái người thường hay múc vật thịt để cúng dường chư tăng cũng có, nên cho những cái người xung quanh cũng có. Mà khi bà múc vật thịt, một tay bà là cầm lấy cái bát, tức là dịnh lấy cái bát hoặc ôm lấy cái bát, còn một tay kia là cầm cái muỗng để múc ra những cái thực phẩm để cúng dường vào bát của chư tăng cũng có, để múc cho những người nghèo cũng có. Chính do cái nghiệp đó cho nên lòng bàn tay có hình mặt trăng giống như cái bát, nên lòng bàn tay kia nó có hình như là cánh hoa sen giống như cái muỗng, nên là có tên là Chanh Đát Đá Đu Ma. Chanh Đát là mặt trăng, Đá Đu Ma là cái bông sen. Hoặc giả là do một cái nghiệp ở một người thợ rừng ở kiếp quá khứ đã cưa cắt một cái khúc gỗ cầm hương làm thành một hình mặt trăng cũng dường đến bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Thế Tôn Cách Sa Mã. Trong thời Đức Phật được sanh ra là một đồng tử, và khi sanh ra ở vùng bụng có một cái dòng hào quang giống như mặt trăng, cho nên đồng tử này có tên là Chanh Đát Phá. Rồi một cái loại sắc nữa mà cũng do nghiệp tạo, tức là sắc mạng quyền. Bởi vì sắc mạng quyền nó duy trì cái tuổi thọ của cái chúng sanh đó. Và chính ở chỗ này mới xác định đây là chúng sanh hay không phải chúng sanh. Bao giờ cái người nào mà có hai loại mạng quyền, tức là danh mạng quyền như là tâm sở mạng quyền mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong phần về tâm sở, tức là bảy tâm sở biến hành, hoặc là có thêm một cái sắc mạng quyền nó duy trì cái tuổi thọ của sắc pháp, bao giờ tước đoạt hai loại mạng quyền này thì người đó rơi vào phạm giới sắc sanh. Có những chúng sanh chỉ có một loại mạng quyền, nó danh mạng quyền như chúng sanh ở cõi vô sắc, bởi vì nơi đó không có sắc pháp. Có một dạng chúng sanh khác chỉ có một loại mạng quyền, đó là chúng sanh ở cõi vô tưởng,
Sắc mạng quyền nó còn duy trì tuổi thọ cho vị Phạm Thiên cõi vô tưởng, nó sống khoảng 500 kiếp đó. Còn phần lớn là chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thì có hai loại sắc mạng quyền, tức là danh mạng quyền với sắc mạng quyền. Do đó cây cỏ, đá, đất, vân vân, những loại đó nó không có sắc mạng quyền, cho nên đập bỏ cái cây, chặt gãy cái cây, làm cỏ, vân vân. Hay là đập bể những tảng đá, phá vỡ những tòa lâu đài, người đó không phải là giới sắc sanh, bởi vì những cái vật chất đó nó không có sắc mạng quyền. Và chính sắc mạng quyền này mới xác định nó là chúng sanh. Và cho nên có những cái giáo thuyết cho rằng là cây cỏ nó có sự sống, nó cũng giống như chúng sanh, nó cũng biết buồn biết vui vân vân, nó chẳng qua chỉ là một sự cảm xạ mà thôi. Nó tựa tựa giống như nó có một cái số, một số người mà không nắm bắt cho rằng cây cỏ nó cũng có cái linh hồn, nó cũng có cái cảm giác vui buồn. Là một ông chủ nào đó mà thường chăm sóc một cái cây nào đó, chẳng may ông chủ đó mệnh chung thì cái cây nó cũng buồn héo úa rồi nó chết. Mà người ta cho rằng đó là cái cây đó nó buồn quá nó mới chết theo ông chủ đó. Hiểu vậy thì hiểu sai. Mà chẳng qua rằng á, con người chúng ta lúc nào nó cũng tỏa ra một cái hương chất, và có thể nói là một cái cảm xạ hay là một bức xạ nào đó. Cái người này thường tưới cái cây đó, cho nên cái cảm xạ của nó đó, thì trong cái người này á, lâu ngày rồi cái cây đó hấp thụ cái cảm xạ, giống như là cái chất bổ dưỡng cho cái cây đó. Nay người chủ nó mất rồi, cái chất cảm xạ đó hoặc là cái bức xạ đó nó không còn. Nó giống như người đó thiếu thốn, cái cây đó nó thiếu cái dưỡng tố đó, thành ra nó thì chết. Hoặc giả chúng ta thấy là có một cái số nhà trồng chuối, nhà trồng chuối đó, những cái chuối nào mà ở cạnh gần nhà đó thì những cây chuối đó, đó nó lại cho trái lớn và nó nhiều. Trái cây, những cây chuối nào ở xa nhà thì nó lại èo ọt, nó cho cái quả nhỏ, nó cho những cái buồn không có đáng hài lòng. Vì người ta cho rằng đó là những cây chuối mà ở gần, cái chuối biết sợ ma, ở gần nhà nó không sợ ma cho nên nó cho những cái trái ngon trái ngọt. Điều đó không hợp lý. Chẳng qua là cái hơi của con người nó cũng tác động tới, nó khiến cho những cái cây cỏ nó hấp thụ đó. Nếu như những cái hơi của con người mà nó tốt đẹp thì những cây đó nó sẽ cho những cái hoa trái nó tốt. Hoa trái lại những cái hơi người mà nó không tốt thì nó sẽ cho những cái hoa trái nó không tốt. Đây là trong bổn sanh cũng nó có một câu chuyện như vậy. Tức là Bồ Tát chúng ta có một thời có cái ngài có cái tên gọi là Đức Vua Gương Mặt Sáng. Ngài rất là thông minh, hầu như là những cái gì mà nan giải trong cõi phước độ của ngài, ngài có thể giải quyết được. Thì bây giờ có người nông dân, họ muốn phát sinh một cái nghiệp hoặc, mới đi tìm Đức Vua có gương mặt sáng này để hỏi rằng cái việc làm của ông đó, nó có phạm tội hay không. Thì đi ngang qua một cái vườn, trong cái vườn nó có một nhóm đạo sĩ đang tu tập. Thì nhóm đạo sĩ này mới hỏi rằng là này ông nông dân, ông đi đâu vậy? Nói thưa các ngài, con đi tới gặp Đức Vua có gương mặt sáng thì con hỏi vấn đề của con, mình có làm cái việc như vậy đó nó có phạm vào cái tội lỗi hay không. Thì các vị đạo sĩ nói là chúng tôi cũng có một cái thắc mắc mà không biết làm sao giải tỏa. Sẵn anh đi tới gặp Đức Vua có gương mặt sáng, anh hỏi giúp tôi một cái điều kinh hoạt này. Là vì sao á, trong vườn này trước đây á,
những cây trái, những cái cây trong vườn này nó cho những cái hoa rất là thơm và trái rất là ngọt, rồi lớn nữa. Nhưng mà càng ngày á thì hoa nó nhỏ lại, trái nó không lớn nữa. Mặc dù chúng tôi có tìm mọi cách để mà làm giúp cho nó có dưỡng tố, nhưng mà nó lại không có được lớn, nó không có ngon ngọt như xưa. Thì ông nông dân cũng mới gặp Đức Vua hỏi lại cái câu chuyện này, thì Đức Vua mới trả lời rằng á, sở dĩ mà trước đây á, cây trái trong vườn này á, nó cho cái hoa tốt, nó cho cái trái ngọt và lớn, mà bởi vì các vị đạo sĩ trước đây ở đó đó là giữ gìn giới hạnh Phật và tâm sạch. Do ảnh hưởng của giới hạnh của các ngài cho nên cây những cái cây trái trong vườn nó được tốt rồi. Nhưng bây giờ đây cái nhóm đạo sĩ tiền nhiệm đã mất đi, đã những cái đạo sĩ hậu bối không còn noi gương của những vị tiền bối tiền nhiệm của mình, và giới hạnh bê bối, giới hạnh là không trong sạch, cho nên cây cối nó cằn cỗi. Đây là trong bổn sanh. Thì nếu là như vậy đấy, chúng ta thấy rằng thì cái nghiệp nó cũng tạo ra cái loại xuất phát. Nếu chúng ta tạo một nghiệp thiện thì ở chúng anh dùng chúng ta nó được tốt đẹp. Nếu như nhiều người mà tạo những việc thiện ở trong một cái vùng đó đó, thì vùng đó ít có bị những con sâu bọ, ít bị những cái nạn phá hoại mùa màng từ những con côn trùng. Mà trái lại, nếu nơi nào áp pháp nhiều thì nơi đó rất là nhiều, nào là kiến, nào là mối, nào là đủ chuyện. Cho nên Đức Phật dạy rằng làng mạc nọ núi rừng kia và thung lũng ấy lối về non cao, A La Hán trú nơi nào, cư dân chốn ấy siết bao an hưởng. Vì A La Hán thì tâm của ngài rất là tốt đẹp rồi, và ảnh hưởng từ cái sự tu tập mà những lời dạy của các ngài, ngài cư dân học tập rồi tu tập, thì dĩ nhiên về mặt tinh thần người đó được an lành, nhưng mà về mặt vật chất bên ngoài người đó cũng tốt đẹp. Nếu như giữ ngũ giới thì không cần phải sợ ăn trộm. Nếu chúng anh làng đó, đó ai cũng giữ gìn ngũ giới hết, tức là không lấy của không cho, thì của ai để yên đó, thì rõ ràng là không phải sợ nữa, không phải là lo ăn trộm. Nó tạo ra một sự tốt đẹp như vậy. Như vậy cái nguyên nhân thứ hai để mà phát sinh sắc pháp, nó chính là do nghiệp. Cho nên là Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, giữ giới một cách tốt đẹp, nó thành những thiện pháp rất là tốt đẹp. Để như vậy để cho bản thân mình nó tốt đã đành rồi, nhưng mà ở chung quanh nó không có bị những cái tai hại. Một cái vùng ai cũng giữ giới tốt đẹp hết, ai cũng tu tập tốt đẹp hết, thì mưa thuận gió hòa. Mà điều này thì nằm ở đâu? Xin thưa, điều này cũng nằm ở trong sứ giải kinh Bổn Sanh nói về Đức Vua Sikuru, hay là trọng pháp Kuru Thamma. Là Đức Vua Sikuru á giữ gìn được cả toàn dân trong thành, ai cũng giữ gìn năm giới hết, cho nên luôn luôn có mưa thuận gió hòa. Trong khi một cái đất nước khác là sự xuất Kalinga thì không giữ gìn, không biết gì giới để giữ gìn giới, cho nên luôn luôn bị hạn hán, bị thất mùa. Thế quần Đức Vua mới cho triệu tập các vị đại thần lại, mới hỏi kế làm sao vậy. Nó là tại Đức Vua Sikuru có con voi gọi là voi hạnh phúc, cho nên có nó biết làm mưa, cho nên mưa thuận gió hòa mới đi qua xin Bồ Tát của chúng ta là Đức Vua Sikuru xin con voi hạnh phúc về. Nhưng mà do cái nghiệp xấu cho nên con voi nó mặc dù có thể làm mưa được, nhưng mà phải có điều kiện để cho nó, tạo điều kiện cho nó làm mưa, chứ không phải là nó muốn là được. Mà con voi nó về cũng không thể tạo ra mưa được, bởi do những cái người dân ở sông dưới căn cá không có giữ gìn giới hạn.
Thì giờ sau khi thảo luận một phần thứ hai nữa thì các vị đại thần á, nó nói rằng bởi vì vua Sikuru từ vua cho đến dân, thậm chí cho đến một cái người kỹ nữ cũng giữ giới một cách trong sạch. Bây giờ qua bển học tập về cái giới hạnh của Sikuru. Và câu chuyện này có tên là Trọng Pháp này của Sikuru ở trong bộ sách. Nói chung thì cũng năm giới thôi, mà từ đức vua cho đến các thần dân, từ đức vua cho đến vị phó dương, từ bà hoàng thái hậu cho đến bà hoàng hậu, cho đến người đánh xe, cho đến người đông lúa, cho đến người thu thuế, cho đến người gác cổng thành. Một người gác cổng thành á, họ chỉ vô tình thôi mà họ cũng cảm thấy ăn năn đây đó. Cái người gác cổng thành á thì có nhiệm vụ là cái đúng giờ đó họ đóng cổng thành lại. Thì một hôm như vừa sắp sửa tới và sắp sửa đóng cổng thành thì nghe một tiếng kêu lên khoang khoang, người đóng cổng thành mới nhìn á, thấy từ xa có một cái người con trai cõng trên lưng một cô con gái chạy hối hả về đến cổng thành. Ông thì cũng đang khó chịu nên mới nói là ông mới rầy, nói các ngươi cứ đi vui thú với nhau mà quên cả cái giờ để mà đóng cổng thành, mai phải về chạy về trễ vậy. Thì người nam mới thưa rằng thưa ngài, xin ngài chớ hiểu lầm chúng tôi, ở chúng tôi là người đi kiếm củi nhưng mà kiếm không ra, chúng tôi về trễ. Và người này không phải là vợ tôi mà đó là cô em gái của tôi, vì đi không kia nổi cho nên tôi cổng chạy trực tiếp giờ đóng cổng thành. Người đóng cổng thành mới hối hận. Ồ, người ta là hai anh em mình đã nghĩ quấy cho người ta rồi, giới ta không được trong sạch. Một câu nói vô tình vậy mà cũng khiến cho những người này ra rứt và về sau nói năng rất là thận trọng. Nói chung thì từ vua cho đến thần dân để giữ gìn ta tốt cho nên mưa thuận gió hòa, mà mưa thuận gió hòa cũng là một loại sắc pháp, pháp của một cộng đồng lớn, cho nên nghiệp nó tạo ra sắc pháp là như vậy. Điểm thứ ba là vật thực tạo ra sắc pháp. Vật thực tạo ra sắc pháp. Một cái người mà đầy đủ dưỡng tố ở trong người thì người đó cảm thấy nó thoải mái và da dẻ hồng hào, da dẻ nó tốt đẹp. Tái lại, một cái người nào mà không đầy đủ dưỡng tố thì da dẻ người đó xanh xao, vàng dò, gầy. Mà hiện nay chúng ta có danh từ để gọi chỉ cho cái dạng người này, đó là suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng. Họ trái lại, người này ăn uống đầy đủ thì nước da nó sẽ hồng hào lên, sắc diện nó cũng dễ nhìn hơn. Họ trái lại mà gầy guộc thì cũng khó nhìn, nó ốm. Và nó là một cái nhân nó tạo ra cái sắc nữa. Một cái nhân thứ tư nó tạo ra sắc, đó chính là cái chất nóng hay lạnh, và thuật ngữ gọi là thời tiết, là nóng hay lạnh. Cái loại sắc này được gọi là ú tú chá ru bá, tức là sắc do thời tiết tạo. Như chúng ta thấy trời nóng quá đó, trời nóng quá thì chúng ta đổ mồ hôi, mà trời lạnh quá đó thì những bàn tay chúng ta bị co rúm lại, những cái da tay chúng ta nó nhăn nhèo trở lại. Hoặc giả rằng cái thời tiết mình nó vừa phải thì cái sắc pháp của chúng ta nó lại một cách tốt đẹp, nó hợp với cái cơ thể. Chính thời tiết này nó cũng tạo ra cái sắc pháp. Mà bây giờ chúng ta có xem trở lại cái chất nóng hay là chất lạnh nó có tạo ra sắc pháp ở lĩnh vực khác không? Xin thưa có. Ngay cả những cái người mà đầu bếp chẳng hạn vậy, một cái miếng thịt còn tươi
cái vị chất nó khác, vị chất nó khác. Mà nếu như nấu nó lên nó chín thì cái vị chất nó khác. Hoặc giả rằng là cái loại này mà để khí trời ấm ấm á, thì cái vị chất á, một trái cây này để mà cái khí trời mà ấm ấm á, vị chất nó khác. Nhưng mà để cho tủ lạnh á, thời tiết lạnh, cái vị chất nó khác. Thì cái sự mà vị chất nó khác á, nó là bị biến đổi, nó thay đổi, thì do cái nóng hay cái lạnh nó tạo ra cái xuất phát. Là thì chúng ta có thấy rõ đó, những cái người mà cái thời tiết mà nó nóng như vậy, có một số sắc pháp nó bị mất đi. Nó bị tiêu diệt đi, nhưng mà có một số sắc pháp khác nó lại sinh khởi lại. Ví dụ chúng ta thấy đó, trời nắng quá, thì con chó nó có thể bị điên. Bị chó dại ở trong những cái lúc mà trời quá nóng. Bình thường thì con chó nó không bị bệnh dại, nhưng mà nóng quá thì cơ thể nó sản sinh ra một cái loại sắc pháp. Sắc pháp đó thì y học gọi là những con virus hay là có gì đó, nó tạo khiến cho con chó nó mắc bệnh dại. Mà trời lạnh quá chẳng hạn vậy, trời lạnh quá thì những cái con gấu nó nằm ngủ đông vậy, thì trong khi ngủ đông vậy đó, nó rút lại cái năng lượng đó, nó không hoạt động, mà sắc pháp nó tạo ra ít lại và nó bảo toàn được cái sự sống đó. Và những con dơi ngủ suốt mùa đông, những con gấu ngủ suốt mùa đông. Nói tóm lại thì chúng ta có bốn cái nhân tạo sắc. Thứ nhất đó, là tâm nó tạo sắc. Thứ hai, nghiệp nó tạo sắc. Thứ ba, cái vật thực nó tạo ra sắc. Thứ tư, cái thời tiết nó tạo ra sắc. Trong bốn nhân mà tạo cái sắc này đó, quan trọng nhất nó là tâm tạo sắc. Bởi vì nếu mà cái tâm tốt thì nó sẽ tạo ra một cái nghiệp tốt. Nó tâm tốt đây tức là tâm hướng về thiện, tâm hướng về những việc làm, tâm đang ở trong cái giai đoạn tu tập tạo những thiện nghiệp nhiều, thì nó tạo ra những cái nghiệp thiện, đồng thời nó tạo ra một cái loại sắc tốt. Rồi chính cái nghiệp thiện này nó lại dẫn dắt nên nó tạo ra những cái loại sắc pháp cách tốt, chứ không phải là không. Ngay cả trong hiện tại này, với một cái người mà có cái tâm tu tập tốt thì nó tạo ra những cái sắc pháp tốt, mà sắc pháp tốt nó đẩy lùi những cái sắc pháp xấu, nó chết đi. Bởi vì cái định luật của sắc pháp nó cũng phải sinh diệt, và những cái sắc pháp xấu nó bị tiêu diệt đi, thay thế vào đó là những người sắc pháp tốt. Cho nên người này khi mà ráng công tu tập thì có một số bệnh nó có thể giải trừ, nó không phải là bệnh nghiệp, nó là những bệnh do nguyên nhân khác. Thế người ta nói là hành thiền có thể trị bệnh, và người ta không hiểu được cái nguyên nhân là tại sao như vậy. Bởi vì trước đây cái tâm chưa hành thiền là tâm xấu, tâm xấu nó tạo ra những sắc pháp xấu, mà sắc pháp xấu thì nó dẫn tới những cái nghiệp xấu nó trổ, tức là nó cho những cái bệnh hoạn, những bệnh tật. Nếu bây giờ người này nỗ lực hành thiền, tinh cần hành thiền, tạo những cái tâm thiện tốt, tâm thiện tốt thì nó sẽ cho những cái sắc pháp tốt, mà hai sắc pháp tốt như vậy thì nó đẩy lùi hoặc là nó tiêu diệt đi những cái sắc pháp xấu. Một thời gian sau cái sắc pháp xấu nó không còn nữa, cái nguyên nhân sinh bệnh do sắc pháp xấu nó không còn nữa, thì người này hết bệnh. Và người đó cho rằng hành thiền hết bệnh, mà người đó không hiểu được nguyên nhân. Chúng ta hiểu được cái bốn nguyên nhân tạo sắc này, chúng ta thấy là hãy tâm tốt thì nó tạo ra sắc tốt, tâm tốt nó tạo ra cái nghiệp tốt, hãy nghiệp tốt thì nó dẫn tới có sắc pháp tốt. Các ngài luôn luôn hành thiền, cho nên trong kinh điển có nói rằng là
có những Tỳ Kheo Nam Tử nhìn thấy cái vị Sa Môn ngước da trong sáng, cử chỉ nghiêm trang thanh tịnh, chỉ nói nước da trong sáng thôi chứ không có nói là mập hay là gầy. Nó không nói là cái hình thể bên ngoài, mà chỉ nói về cái nước da trong sáng và các quyền, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được nghiêm trang thành tịnh. Từ đó người ta phát sinh niềm tin. Quý vị thử hành thiền một thời gian đi, thì quý vị sẽ xem lại những cái tán quý vị nó bóng hiên không cần phải hoa dầu hoa gì hết. Nó rất bóng hiên, tâm thiện nó tạo ra sắc pháp tốt như vậy, và đồng thời dĩ nhiên nó tạo ra một cái nghiệp tốt. Mà tạo nghiệp tốt thì nó đẩy lùi đi những cái xấu đi, để cho một số sắc pháp nó được sinh khởi, được một tốt đẹp. Thành thiện thời gian có thể là mắt sáng trở lại, một hành thiện thời gian nó có thể tai nó thính trở lại, và thính hơn, nhạy hơn. Có một người mà hành thiền đó thì đối với cái tiếng động đó, họ xem giống như là một tiếng nổ lớn. Bởi sao vậy? Bởi vì trước đây chưa hành thiền thì cái sắc nghiệp này nó còn thô, nó chưa có nhạy. Sau khi cho nên nghe những cái tiếng động nhỏ hay là trung bình vẫn là bình thường, nhưng mà sau khi hành thiền rồi một thời gian tích cực tu tập thì do cái tâm tốt này nè, nó chuyển thành một cái nghiệp tốt, mà nghiệp tốt nó tạo ra cái sắc nghiệp tốt, tức là cái lỗ tai nó nhạy hơn, nó thính hơn. Cho nên người này nghe một cái tiếng động nhỏ mà có một cảm giác giống như là một tiếng sấm nổ, hoặc là có cảm giác giống như là một tiếng động rất là lớn. Mọi người đó phải hiểu rằng đó, bây giờ là cái thần kinh nhĩ ở sắc nghiệp này nó được nhạy hơn, nó được trong hơn, nó được thanh tịnh hơn, nhờ do cái tâm tốt, tức là cái tâm thành thiện. Đó là những cái đại cương mà chúng ta vừa tìm hiểu. Chúng ta tóm lại bài học hôm nay, được gọi là ru bá bởi vì nó có hai ý nghĩa. Một là nó hiện bài ra rõ ràng để chúng ta có thể xúc chạm hay là đụng chạm, chúng ta nhận thức được qua năm giác quan, gọi là sắc pháp bởi vì nó có cái tính tan rã, tính hư hoại, tính bể vụn. Dĩ nhiên ngoài tính sinh diệt ra thì nó còn những cái tính đó, cho nên gọi là ru bá, gọi là sắc pháp. Và nguyên nhân sinh sắc pháp là có bốn, thứ nhất là do tâm, sắc do tâm tạo, sắc do nghiệp tạo, sắc do vật thực tạo, và sắc do thời tiết tạo. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẹ, phúc báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới là sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chùa Tịnh Tông đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng để được tăng trưởng phước báo của mình, đồng thời từ theo quyền lực các ngài xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là chứng đạt được thánh đạo đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây thì con thấy đạo tràng có những câu hỏi của quý anh chị đưa lên. Con xin kính đọc và thỉnh sư từ bi quang lâm trở lại pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Câu hỏi số 1 của KNCSB. Kính bạch sư, kính xin sư giải nghĩa cho con hiểu giữa sắc nghiệp và sắc tâm, con chưa rõ chỗ này. Kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư cho con một cái tín hiệu. Dạ, con thỉnh sư ạ. Dạ, cái sắc do nghiệp tạo đó, sắc do nghiệp tạo, chúng ta có tất cả là 9 loại sắc.
ngoài cái sắc nó ra thì gọi là sắc tâm. Chúng ta thí dụ cái chính loại sắc mà do cái nghiệp tạo á, tức là cái nghiệp mà do trong cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp trong quá khứ mà nó tạo ra, và nó sẽ đi theo mình rất là nhiều, nó theo gần như là nếu không có chuyển quá kịp nó thay đổi kịp nó thì nó luôn luôn là như vậy. Chúng ta thí dụ nha, chứ chính cái loại mà sắc do nghiệp tạo nè, thứ nhất là năm sắc thần kinh: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi hai loại sắc tính, sắc tính nam, sắc tính nữ. Rồi một loại sắc nữa là sắc mạng quyền để duy trì cái tuổi thọ, cái đời sống của chúng sanh đó. Và một loại sắc nữa gọi là sắc ý vật, nơi nương của tâm. Ngoại trừ chín loại sắc này ra thì những sắc còn theo lại gọi là sắc hoặc là thời tiết, hoặc là vật thực, hoặc là sắc tâm. Bây giờ sắc tâm nó đối với một cái người mà tu tập nha, hoặc là họ hành thiền, hoặc là họ tạo những thiện nghiệp á, cái nước da của họ hồng hào, cái nước da tốt đẹp, nước da trong sáng á, thì nước da đó trong sáng đó nó là sắc tâm, chứ nó không phải là sắc nghiệp, không phải là sắc nghiệp. Sắc nghiệp ở đây đó chính là thần kinh thân, mà thần kinh thân nó nằm ở phía sâu bên trong á, về những bài sau chúng ta sẽ biết được cái chỗ trú của thần kinh thân. Tức là cái đầu nhỏ, mũi kim nhỏ nằm ở sâu trong lớp da phía ngoài nó bao bọc lại. Nếu mà cái lớp da mà nó bao bọc nó dày quá đó, cho nên thần kinh thân chúng ta không đụng chạm được những cái vật chất ở bên ngoài, cho nó không phát sinh cảm giác. Điển hình giống như là những người mà luyện tập võ đó, da họ dày quá, cái lớp da ngoài nó chai đi, nó dày quá, cho nên đụng vô đó họ không có cảm giác là lạc hay khổ. Nó nằm phía sau trong đó, cho nên cái nước da đó, nước da trong sáng nó hiển lộ ra bên ngoài, nó không phải là thần kinh tăng hiển lộ ra ngoài. Bao giờ thần kinh thân mà nó hiển lộ được ngoài á, mà thần kinh thân mới là sắc nghiệp. Còn nước da đó mà trong sáng vậy đó, nó hiển lộ cho người ta thấy được như vậy thì nó là cái sắc tâm, tâm tốt. Cái người mà tâm mà u sầu, tâm mà buồn, nó phát sinh thành bệnh, thì cái loại sắc mà nó làm cho thành bệnh đó, nó gọi là sắc tâm, nó gọi là sắc nghiệp, nó gọi là sắc tâm. Nếu như là có câu nói là tâm sầu thì bạc phát, tâm mà buồn quá thì tóc cũng bạc, hoặc là tam sầu thất sát, ba mối sầu mà nó dồn vào á, về cái thân thể này nó tiêu vong, nó phải tiêu vong. Hoặc cái người mà tâm buồn quá thì không muốn hoạt động, không cử động gì hết, thì cái trạng thái của người mà âu sầu giả dự mà chúng ta thấy được, nó phải sắc nghiệp, nó lại là sắc tâm, nó là sắc tâm. Còn người mà hân hoan á, chúng ta thấy được á, cũng là sắc tâm chứ không phải là sắc nghiệp. Nhưng mà nếu như con mắt á, cái thần kinh nhãn á, mà chúng ta nói con mắt á long lanh á, thật sự đang cũng là sắc tâm chứ không phải là cái thần kinh nhãn. Bởi thần kinh nhãn mà chúng ta muốn nói đây chính là cái con ngươi á, đồng tử nằm bên trong á, bao giờ cũng cái con mắt nó có long lanh hay không long lanh không cần biết, nhưng mà cái con mắt nó nhạy hơn, nó thấy xa tinh tường hơn, cái đó mới gọi là sắc nghiệp. Còn cái con mắt nó long lanh hoặc là nó nhìn thấy cái con quyến rũ hơn vân vân gì đó thì nó gọi lại là sắc tâm, bởi vì tâm nó tốt, nó khiến cho cái cặp mắt nó như vậy. Nhưng mà có cái đồng tử nằm bên trong chúng ta không thấy được. Cái con ngươi nằm trong chúng ta thấy, mà con ngươi đó nó mới chính là cái sắc nghiệp đấy, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta khi mà biết được cái sắc nghiệp đó là cái loại chính loại sắc do nghiệp tạo, tức là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, tính nam và tính nữ,
Nếu mà tính nam á thì nó làm cho biểu diễn là cái dáng dấp của người nam, tính tình giống như người nam và những cái bộ điệu của người nam, tức là cái trạng thái là người nam, tức là hình dáng của người nam, cái bộ điệu cũng của người nam, và đồng thời là cái tính tình nó cũng có nét cư nghị giống như là mạnh dạn của người nam, đó là nam tính. Còn nữ tính á thì cái hình dáng là của người nữ, tức là trạng thái của người nữ, rồi cái dáng dấp cũng của người nữ, tức là mềm dịu, nó không có cứng. Rồi cái tánh tình nó cũng là mềm dịu giống của người nữ, đó là sắc tính nữ. Nhưng mà thì quý vị dần dần quý vị sẽ học về những cái loại sắc pháp này, và cho nên có những cái người mặc dù hình tướng người nam, cử chỉ điệu bộ ẻo lả như người nữ, rồi cái tính tình nó nhút nhát, nó sợ cái gì cũng sợ giống người nữ. Thì bây giờ cái loại cái sắc tính nữ nó đã chen lấn vô, nó chen lấn vô. Cũng có những người nữ hình dáng thì người nữ đó, mà tướng đi mạnh bạo, tướng đi giống như là nữ chúa ấy. Tính tình thì đôi khi cũng cứng rắn, nó không có mềm dịu. Đúng rồi, sắc nam tính nó đã chen vô, sắc nam tính nó chen vô. Thì những người nữ cũng có râu chứ hẹn vậy. Còn những người nam tướng đi ẻo lả giống như những cô tiểu thơ. Đó, rồi chúng ta mới thấy cái sắc nghiệp là nam tính, nữ tính. Rồi cái sắc mạng quyền và sắc khí vật chúng ta sọc tới. Còn ngoài ra là sắc do tâm, nó là sắc tâm tạo, nó là những cái hình thức bên ngoài mà chúng ta vừa mô tả vậy, chúng ta vừa tìm hiểu vậy. Đó, xin trả lời cho thầy ca anh Seth. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt cho KNCSB kính tri ân thượng tọa. Và giờ đây con kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, như con nghe sư giảng thì người nữ kém phước hơn người nam nên mới thành thân nữ, nhưng con thấy người nữ luôn đẹp hơn, thường gọi là phải đẹp. Như vậy là như thế nào? Con kính thỉnh sư từ bi chỉ dạy con thêm ạ. Dạ, con mời sư. Dạ, cái đẹp của cái người nữ á, cái đẹp của người nữ á, nó là một cái dạng khác. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về cái đẹp nè, khoan nói cái phân tích sâu. Trước tiên chúng ta nói cái đẹp. Cái đẹp đó, khi gọi là cái đẹp đó, là theo một cái mô hình tổng quát mà chúng ta được công nhận đó. Chứ chưa hẳn là nó đẹp theo cái người này mà nó đẹp cho cả người khác. Một mô hình tổng quát chúng ta công nhận nó đẹp. Chúng ta thí dụ, đối với tôi á, cái tranh của ông nhà danh họa nổi tiếng Picasso á, tôi nhìn vô tôi chẳng hiểu cái chỗ nào mà chúng chẳng biết nó đẹp ở chỗ nào nữa. Thật mà nói á, cái bức tranh của nhà danh họa nổi tiếng, mặc dù tôi biết đó là nổi tiếng, tranh mà lập thể của danh họa Picasso á, mà tôi nhìn vô tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào hết. Bởi vì tôi không cảm nhận được cái đẹp đẹp đó. Nhưng mà những cái người mà họa sĩ đó, đó họ nhìn á, họ thấy quy ước của họ, từ trước giờ họ đã như vậy, và cho đó là cái đẹp. Là một cái. Chúng ta thí dụ cái thứ hai nữa. Thời xưa đó, ông vua nước Sở, ổng có một cái ý thích,
là những cái cô cung nữ là phải có bàn chân thật nhỏ để dáng đi nó ẻo lả, giống như là liễu rủ, hoặc là giống như là một người cái cọng lúa mà nó ngã nghiêng, không cho đó là đẹp. Nhưng mà trong một số người cho đó là dạng yếu đuối, dạng yếu đuối. Nhưng mà ông vua nó sợ đó là ông là thích cái kiểu đó, cho nên mấy người mà muốn được làm vua đó mới ráng mà nhịn ăn nha. À, để mà có cái gót chân nhỏ nữa, bó chân lại cho nhỏ đi cho nó thánh thoát mà kìa. Cái này có theo quan niệm của từng người. Cho nên trong câu chuyện này đó, trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng Đức Phật Ngài nó không nói cái đẹp mà nói cái quyến rũ. Cái nào mà được quyến rũ rồi cứ cho cái đó là cái đẹp. Cái nào mà nó cái tham ái nó dính vô dính mắt cho nó thì có mình cho nó cái đẹp. Ví dụ một cái người mà có cái lỗ mũi nha, hay nha, lỗ mũi dục dừa, người nào mà thích lỗ mũi dục dừa thì bây giờ thấy cái lỗ mũi dục dừa nó đẹp, nó mắt mà nó lim dim giống mắt bồ câu vậy hả nhỉ đó, để cho nó mắt bồ câu nó đẹp. Và cái đẹp này cũng là phải phân tích rằng là nó đẹp theo cái thực tính, đẹp theo thực tính. Và thứ hai nữa, nó đẹp theo ý thích, đẹp theo ý thích. Có một câu danh ngôn chúng ta nhớ, hình như là cái vị bác học nào hay học giả nào nói, cái đẹp của con cốc cái chính là con cốc lực, mà cái đẹp của con cốc lực chính là con cốc cái. Đó chứ hay. Trong tâm kinh Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai không thấy một cái sắc nào làm điêu đứng sai đắm nhiễm tâm người nam với sắc người nữ. Và Như Lai cũng không thấy một cái sắc nào làm điêu đứng xâm chiếm đắm nhiễm tâm người nữ cho bằng sắc người nam. Ở đây chúng ta gọi là cái phái đẹp như vậy đó. Nó chẳng qua là để dành riêng cho mấy bà để phân biệt, như là phái nam mạnh. Không có cách gì mấy người nam là mạnh đâu. Thân thể giống như là, thân thể giống như là con trâu mộng vậy đó. Mình nhát, chứ không phải là dạng đâu, không phải mạnh mẽ đâu. Nghe cái gì đó gọi là chạy trốn trước, nó có mạnh được. Rồi có những cái người gọi là phá đẹp, nữ gọi phá đẹp. Rồi cũng có nhiều người á, cũng người nữ mà có đẹp đâu. Thì danh từ lại dùng chung chung, để chỉ, chung chung. Tức là phần, đa phần là như vậy. Nhưng mà theo quan niệm á, người nữ phải như vậy mới đẹp. Người nam phải như vậy mới đẹp. Cũng có những cái lực sĩ đẹp lắm, như lực sĩ đẹp như là gì, Lý Đức cơ quan là nó, Lý Đức thì nó ở Việt Nam đó. Đẹp lắm á, mấy cái đẹp của người Nam cũng biết đủ lắm chứ hay không. Nên cái đẹp đó là một cái quy ước nào đó, chứ không phải là cái đẹp này nó do cái nghiệp, không phải, phải do cái nghiệp. Tức là một quy ước nào đó để nó phù hợp. Mọi người mà xinh đẹp á, nó cái quy ước. Xin thưa vậy đó, quý vị gọi là cái đẹp này đẹp tương đối là cái người này, cái người nhân loại này đẹp. So với chư thiên là sao đẹp bằng? Rồi chư thiên mà so với phạm thiên là sao đẹp bằng? Vâng, nó chỉ là một cách tính chất tương đối thôi. Chứ chúng ta không dùng cái danh từ đó chúng ta gọi. Mà cái đẹp đó thì cũng một quy ước để nói rằng là cái phước về sắc diện theo á lời giảng á, thì cái người nữ á thì cái nghiệp xấu nhiều à, cho nên nó phải sinh làm người nữ. Nhưng mà thường ta nói là người nữ là phải đẹp vậy, đẹp mới là có phước, là tại sao vậy? Dạ, chúng ta giờ trình bày một cái nét đẹp theo thế tục, tức là một quy ước nào đó được gọi là đẹp. Chúng ta ví dụ giống như một người nữ đó, quy ước đó là cái
vòng ngực là phải bao nhiêu, vòng eo là phải bao nhiêu, vân vân. À, trong những cái cuộc thi mà hoa hậu đó thì rõ ràng đó là một cái tiêu chuẩn. Hoa là người nam phải cao bao nhiêu, à, rồi bắp thịt phải bao nhiêu chẳng hạn, người gọi là đẹp tức là một quy ước. Nè, đó là điểm thứ nhất. Còn chúng ta nói về cái đẹp, mà cái đẹp đó là do cái ý thức của người đó chứ hay không. Một cái con mà hoa hậu thế giới chẳng hạn vậy mà với một cái vị a la hán này, cái ngày ngày cũng coi bình thường, cái đó tâm lý. Hay là một cái gì mà chú mắt thiền rồi thì xem cái cô hoa hậu thế giới đó, ngày cũng chẳng đưa quý gì, ngày cũng không xem nó là đẹp hay xấu. Nó do không xuất phát từ cái tâm để mà cho nó là đẹp hay là không đẹp. Còn người mà chứng đắc là thiền chẳng hạn đi, thì dù cho cái người nữ nào mà tuyệt tầng cách mấy nữa, à, thì vị đó cũng xem là không phải là đẹp, nó phải là quyến rũ. Cái đẹp có nghĩa là mang ý nghĩa là cái gì quyến rũ đó, hấp dẫn. Mà hấp dẫn cái gì? Hấp dẫn cái tâm nào mà nó thuộc về tham, nó thuộc về đắm nhiễm, nó thuộc về si mê. Cho nên cái đẹp nó phải hiểu theo một cái nghĩa tương đối chứ không thể là hiểu một cái nghĩa tuyệt đối được. Mà danh từ phải đẹp nó chẳng qua là mặt, à, nó có khác hơi lăng xê một chút. Cũng như danh từ phải mạnh để là lăng xê cho người nam. Chứ chắc là những người nam nó mạnh đâu. Có nhiều người á, là thân thể rất là phốt phát, nhưng mà đặt chuyện ngay chạy trước à, nó có mạnh chút nào, nó có mạnh đâu. Mọi người mà nhỏ con nhưng mà đó là dũng mãnh, thì cái dũng mãnh đó nó không phải do cái hình thức nữa mà do tâm lý. Nhưng phần đông thì phần đông này đại khái là phần đông thì chấp nhận như vậy, thường thì là như vậy đi. Nhưng cái đẹp này cũng phải có tính chất tương đối. Cái người đẹp nhất hành tinh này nè, đẹp nhất này, mà so với cái đẹp của chư thiên chắc là không bằng rồi. Tiên nữ là đẹp hơn, mà tiên nam cũng đẹp cũng không kém à. Người ta nói tiên nữ, khi nói tới tiên nữ người ta hiểu này, cái câu này, câu tiên này rất là đẹp. Nhưng mấy ông tiên nam đâu phải là xấu đâu, không phải là xấu, đẹp như thiên thần đó chứ đâu phải là xấu. À, chúng ta phải lưu ý này, cho nên cái đẹp là đẹp tương đối là một. Thứ hai, cái đẹp nó theo cái ý thích hay là không ý thích. Có nhiều người thấy cành bông hồng nó đẹp, nhưng người khác nó thấy cành bông hồng nó xấu, mà cái cành hoa cây dơ nó đẹp. Người khác thấy cái cành hoa violet mới đẹp, còn hoa hồng không đẹp, nó ý thích. Nhưng mà đó là chúng ta nói về bàn cái đẹp thôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái người nữ phải sanh làm người nữ đó, bởi do cái nghiệp mà đắm nhiễm trong dục lạc, thường là như vậy. Thì sự đắm nhiễm trong dục lạc nó tạo ra một cái sắc nghiệp, đó là sắc nữ tính. Nhưng ngoài cái sắc này ra thì những cái phước khác, cái nghiệp khác đó, nó cũng trả quả, nó cũng trả quả, nó trả quả sau khi sắc nghiệp này xong thì có những cái nghiệp khác nó cũng là trả quả chứ phải không. Rồi chúng ta nhớ là cái nghiệp tục sinh đó, rồi tới cái nghiệp cấp dưỡng, thì cái loại sắc nghiệp khác nó không tạo ra sắc nghiệp này, những cái nghiệp khác nó không có tạo cái sắc nghiệp này, nó không có tạo ra sắc nữ tính hay nam tính, mà những loại sắc nghiệp khác nó tạo ra những cái dáng dấp khác. À, chúng ta ví dụ nha, làm vô ai dục, như ai dục cúng dường cái bánh đến Đức Phật thì da dẻ không có sần sùi, mà da dẻ không phải là sắc nghiệp, nó ảnh hưởng cái nghiệp xấu. Cái nghiệp không phải nghiệp xấu, nghiệp tốt, nhưng mà cái vật cúng dường nó xấu cho nên da dẻ sần sùi. Trên Đức Phật này dạy này, ai cho vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, ai cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng. Cho nên
do cái nghiệp mà đắm nhiễm trong trục lạc, à, hoặc là tà dâm nè, thì tái sanh làm người nữ, cái nghiệp đó là một. Ngoài đó những nghiệp khác nữa, phước khác nữa, nó trổ, à, nhưng mình không tạo sát nghiệp, nó tạo là cái loại cái sát khác. Nó phải cái nghiệp nào cũng tạo sát nghiệp đâu, à, nó tạo ra một cái loại khác. Nhưng mà thí dụ mọi người có phước, tạo phước nha, thì họ phát sinh tài sản, cái tài sản nó không phải là sát nghiệp, giàu có không phải là sát nghiệp, nó là sát thời tiết, nó phải là sát nghiệp đó. Hoặc câu chuyện của nàng Banh Chá Bà Bà, Banh Chá Bà Bà cho cuộc đất xét với tâm sân hận, thì cái sự cho đó là cái phước nó tái lên, nó làm cho người nữ xong thì bà có một cái loại sắc nghiệp đó là bàn tay bà đụng vô ai người đó rần điện chạy, phát sinh cảm xúc khủng khiếp. Nhưng mà ngược lại đó, mắt xấu, à quên, mặt xấu, tay xấu, chân xấu nè, cũng cái nghiệp đó mà nó cho lại vậy đó. Nhưng mà cái tay xấu, mặt xấu, chân, cái nghiệp mà dẫn tới cho cái sắc nữ tính, sắc nam tính, sắc nữ tính của người nữ đó, cái nghiệp này là do cái đắm nhiễm trong tham dục nhiều. Ngoài ra những cái nghiệp khác nó có thể cho quả cho cái ngũ uẩn này, à, khiến cho người đó đẹp là cái nghiệp khác. Một cái người chúng ta sinh ra đâu phải chỉ có một nghiệp, cái nghiệp tục sinh là khác, còn nghiệp cấp dưỡng là khác, nghiệp nuôi dưỡng nó là khác, rồi cái chướng nghiệp nó là khác, rồi còn cái đoạn nghiệp nó là khác, nó phải chỉ là một loại nghiệp đó đâu. Cho nên sao có sanh làm người nữ phần lớn là do nghiệp tham dục, rất là thích thụ hưởng sắc tinh hư vị sốc, lắm nhiễm trong dục lạc đó, hoặc là phạm giới tà dâm nhiều, phần lớn là như vậy. Chúng ta chứng minh ở trong cái bài giảng rồi. Ngoài ra thì có những cái nghiệp thiện khác nó cũng có thể nương theo ngũ uẩn này nó trả, nương theo ngũ uẩn này trả cho nên khiến người đó mà đẹp, đẹp. Trước tiên chúng ta trình bày cái đẹp theo một quy ước, rồi sau đó bây giờ mới tới cái điều này. Nhưng mà chúng ta nói rằng á, chính Đức Phật này dạy rằng á, cái người nữ có ba cái tội lỗi hay ba cái đau khổ mà người nam không giờ có, để thấy rõ là cái người nữ kém phước hơn người nam. Kém phước này cũng nói rằng là do cái ảnh hưởng của cái nghiệp mà đắm nhiễm trục lạc. Cái phần này dạy rằng người nữ có ba cái khổ mà người nam không giờ có. Cái khổ thứ nhất là người nữ mỗi tháng phải chịu đau khổ, các chị nên nắm mắt lại ha. Cái đau khổ thứ hai là phải mang nặng và sinh con một cách đau đớn. Cái khổ thứ ba là người nữ phải phục vụ cho những người bên chồng, tức là cho chồng và những người trong bên chồng, rất là khó khăn. Nhưng mà khó phục vụ cho cái tâm mộng kỹ thuật của mình và của người khác. À, thời buổi giờ thì có thể là nó ra được cải biên cái là ra riêng chẳng hạn vậy. Nhưng mà ra riêng cũng ra riêng, nhưng mà cũng phục vụ, cũng vẫn cứ phục vụ. Không lẽ ra riêng rồi giờ cha mẹ chồng bệnh nặng là bỏ lơ thì coi sao được. À, cũng phải đi tới, cũng phải có chắc chiêu gì đó dành dụm số tiền đó. Mẹ chồng bị nặng bệnh, cha chồng bị nặng rồi cũng phải gửi trợ cấp cố quá. Nhận qua nó thoát khỏi cái cảnh mà mẹ chồng nàng dâu, giặc bên ngô không bằng mà cô bên chồng, có thấy thôi. Người nam thì mà có ba cái điều này không có, có thấy ha, có thấy gặp hết. Như chúng ta nghe đó, có những người nữ mà có tâm tánh cương ngạnh cũng giống như nữ tỳ khưu, thánh nữ tỳ khưu ni. Như là Savita vậy,
Trả lời Ma Vương này, có cái gì ở trong thân xác người nữ này? Nó chỉ có tâm lý, một cái lý dũng mãnh thì không nên xem thường. Nhưng cái phần đó là phần ít. Không nên một cái, một hai vị vậy để mà biện luận chung cho hết. Không nên đem ra một hai vị tỳ khưu thánh nữ A-la-hán đó để mà biện luận chung cho nó là cái người nữ là như vậy. Không thể. Mà chúng ta hãy nhìn vào một cái phần lớn và phần cái phần đông. Phần đông người nữ rất là yếu đuối, phần đông người nam rất là mạnh mẽ. Chúng ta nhìn phần đông như vậy. Số lượng mà tỳ khưu ni mà tối thắng ở trong giáo pháp này chỉ có 13 vị. Những vị thánh nữ ni mà tối thắng trong khi các ngài là khoảng 80. Số lượng đông như vậy thì không nên bắt lấy một cái cá thể ra để mà mình quy ra cho một cái đại thể. Không nên. Người nào mà dựa vào một cái cá thể mà quy ra một cái đại thể đó thì người đó đã sai lầm. Tức là chúng ta nhìn một cái tổng quát xong chúng ta nhìn một cái chi tiết, nhìn đại thể xong chúng ta nhìn một cái tiểu thể mới đúng. Cho nên cái chữ đẹp đây á chưa hẳn đã là phước nha. Nhưng mà phần đông thì chúng ta nhận cho là phước đây. Nhưng cái phước này nó không phải là cái nghiệp của cái tham dục hay là cái đấm nhẫn, mà một cái nội nghiệp khác, nó đi vào, nó chen vào, nó tạo quả, gọi là chuyển nghiệp đó. Chuyển nghiệp. Nó xin trả lời câu hỏi thứ hai là như vậy. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3 của một vị Phật tử trong đạo tràng. Câu hỏi số 3 như sau: mọi người sửa sắc đẹp thay đổi diện mạo, sắc đó do nghiệp tạo phải không ạ? Dạ, con kính mời sư ạ. Không phải. Một người mà sửa sắc đẹp, thay đổi diện mạo, sắc đó do nghiệp tạo phải không? Không phải. Cái gì có thể thay đổi được? Nhưng mà sắc thần kinh không thể thay đổi được. Và bây giờ chúng ta mới trở lại nha vấn đề. Bây giờ một cái người nam nè thay đổi giới tính trở thành người nữ, và người nữ thay đổi là cách nào? Thay đổi giới tính chích học ngon vô rồi thay đổi làm trở thành người nam đi. Chúng ta trình bày quý vị rằng trong con người một chúng sanh á luôn luôn có mất tìm ẩn hai cái loại sắc tính. Mà cái này trong bài giảng chúng ta nói rồi, nếu mà sắc tính nam đó là nó có cái trạng thái là người nam, có những cái điệu bộ dáng dấp cái những cử chỉ giống như người nam và tính tình cứng rắn như người nam. Nhưng mà thực tế có những người nam rất là yếu đuối, mặc dù thân là người nam nhưng mà tướng đi nó ẻo lả, mà tánh tình nó lại là mềm mại. Thì trường hợp này chúng tôi có trình bày rằng ở trong cái thân thể của người này đó là có cái sắc nữ tính đang chen lên lớn, hoặc giả là có những cái người nữ mà mọc râu chẳng hạn, mà tướng đi rầm rập, mặc dù hình tướng là người nữ mà tướng đi rất mạnh bạo dứt khoát như người nam chẳng hạn. Thì khi mà thay đổi giới tính á, là chức học môn do là người ta tạo điều kiện, tạo duyên cho cái sắc tính đó, nó sắc mà nữ tính hay nam tính trong đó nó trỗi dậy, nó lấn át cái sắc kia, lấn át cái chức học môn đó. Đầu tiên cái học môn nó chỉ là sắc thời tiết, nó sắc thời tiết, nhưng mà nó vô xâm nhập cơ thể rồi đó, nó mới chuyển hóa. Và bây giờ trở lại khi mà chúng ta tìm phân tích cho đó xong, chúng ta mới thấy rằng những cái người sửa sắc đẹp đó họ không thể sửa con người, họ không thể sửa con người được. Họ sửa con mắt, con mắt là sắc bên ngoài, nó không phải là sắc nghiệp.
Chúng ta nói sắc nghiệp đó chứ là thần kinh nhãn, tức là cái con ngươi. Con ngươi, cho nên sắc nó không phải là nghiệp tạo. Nó chẳng qua là một loại sắc thời tiết thôi, nó đắp vô giống như khiếm khuyết rồi nó đắp vô thôi. Một cái người mà mổ con mắt, mắt hai mí trở thành mắt một mí chẳng hạn rồi. Họ mổ bên ngoài đó, cái thuật ngữ nó gọi là phù trăng hay là cái phù trần trăng. Chứ họ đâu có mổ được cái con ngươi. Họ đâu có sửa được cái con ngươi. Cái lòng tử của con ngươi đó, sửa được. Người ta có thể là kéo dài cái lỗ tai ra. Hoặc là chia trẻ cái lỗ tai ra, cắt xỏ lỗ tai. Nhưng mà cái thần kinh nhĩ nằm bên trong á, nó ai dám đụng chạm tới. Nó không có sửa được. Cái hạn như vậy. Rồi bây giờ á, cái miệng này cười á, nó vô duyên, cho nên sửa sao đó. Nha. Rồi cái khoét một cái để cho cười có đồng tiền. Nó cũng chỉ ở bên ngoài chứ nó phải sắc nghiệp nữa. Cái sắc thần kinh thân kia nó chỉ hủy diệt nó thôi chứ không ai sửa được á. Cho dù rằng ở trên gương mặt nó có những cái sợi dây thần kinh thân. Miệng mới làm cho nó đó. Thì hủy diệt cái sợi dây thần kinh thân đó thôi. Chứ không thể sửa được. Nó thần kinh thân. Cho nên chỗ nào đắp silicon vô đó, đụng vô không biết đau, không biết gì hết. Cho nên cái sửa sắc đẹp đó nó không phải là trở thành thật nghiệp. Cái đẹp đẹp cái đẹp giả tạo. Nó không phải do phước nữa. Nó do phước. Bây giờ quý vị có thể thử nghĩ một cái pho tượng. Một pho tượng đắp rất là đẹp. Trong chùa tôi có nhiều cái pho tượng Phật mà cái người điêu khắc á, người tạc tượng á, rất là đẹp. Rồi những cái pho tượng đó được sắc nghiệp rồi, sắc nghiệp được không? Không được. Nó rất là đẹp. Như thế nào cũng vậy. Mình sửa rất đẹp, mình đắp cái silicon bên ngoài đó, cái đó cũng giống như là xi măng thạch cao, mình đắp vô chỗ những cái chỗ nào khuyết điểm đó. Nó gọi là sắc thời tiết chứ không phải gọi là sắc nghiệp. Nhưng có trường hợp sắc thời tiết nó trở thành sắc nghiệp. Nó là sắc lên nội tạng. Ví dụ như người ta lấp thận. Cái người bị bệnh thận có ai đó mà cho cái thận lấp ghép cái thận, hoặc người ta lấp ghép tim chẳng hạn vậy. Thì nếu như cho thận và tim là nó loại sắc nghiệp đi, thì đầu tiên cái thận của người kia cho đó nó chỉ là sắc thời tiết, sắc bên ngoài. Nhưng mà do đó, do cái mãnh lực mà nó cộng duyên với nhau, cái là nó hợp duyên với nhau, nó tạo được gì? Dần dần nó chuyển đổi trở thành là sắc nghiệp đó. Mà sắc nghiệp này nó có phải ảnh hưởng do tâm lý của cái người được nhận nữa chứ không phải không? Có biết bao nhiêu cuộc ra lắp đêm mà cái tái thận vô nó vẫn là phí của, không được, không qua. Mà trước tiên á, tái thận của người kia đó, đối với người này thì tái thận người kia là sắc thời tiết, sắc bên ngoài. Nó không phải là vật thực, nó không phải là nghiệp, nó không phải là tâm. Vậy thì nó chỉ còn là sắc thời tiết. Sắc do thời tiết tạo. Mà đưa vào đó do một cái động cơ nào, một cái duyên nào, tức là một cái tiềm nghiệp nào đó. Một cái tiềm nghiệp nào đó. Nó trợ duyên. Rồi nó chuyển hóa cái sắc thời tiết này, nó trở thành loại sắc nghiệp ở của cái nghiệp đó. Và trường hợp này có thể có. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày đó. Ở cho nên đừng có bây giờ nghĩ rằng mình đi sửa sắc đẹp đó là mình tạo ra loại sắc nghiệp, không phải. Nó chẳng qua là cái sắc thời tiết bên ngoài đắp vô rồi thôi. Đắp vô rồi thôi. Ở cho nên đừng có nghĩ rằng mình đi sửa sắc đẹp đó là mình tạo sắc nghiệp đó. Mà thật qua ra đó, cái những người đẹp mà sửa, cái người mà sửa sắc đẹp đó, nó tương tự chúng ta nhìn cái hình búp bê nó xinh đẹp mà thôi, chứ thực tế thì nó không phải. Nó phải là người xinh đẹp thật á. Mà rõ ràng nó giống như là một cái con búp bê được nắng, được làm cho xinh đẹp, y thật như người.
có thế thôi, mà đó là cái sắc thời tiết trong sắc nghiệp. À, xin trả lời cho cái gì tử nào hỏi à. Nam mô Bổn Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thay mặt đạo tràng và cái vị Phật tử vừa hỏi câu hỏi số 3. À, thần kính tri ân thượng tọa chánh minh. À, và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 4. Đời chỉ thế thôi, hỏi là thưa sư giải thích cho con hiểu vì sao nam và nữ gặp nhau là luyến ái sắc đẹp của nhau, làm thế nào để hóa giải tình cảm của nam và nữ. Và câu hỏi số 5 của dạo chơi thôi là muốn có sắc đẹp trong tương lai chúng con phải tu tâm hay là làm phước. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư từ bi hoan hỷ trả lời tiếp hai câu hỏi nữa, và cũng tự nhiên nếu mà sư trả lời được câu nào thì thỉnh sư trả lời. Dạ, con mời sư ạ. À, với chúng tôi câu hỏi thứ tư này, chúng tôi bây giờ rớt mất, nó nhảy vô lại cho nên bớt người ra. Nam nữ gặp nhau lại luyến ái sắc đẹp của nhau là thế này để hóa giải tình cảm nam nữ, xin thưa. Nam nữ gặp nhau lại luyến ái sắc đẹp chưa hẳn đã nói luyến ái sắc đẹp à. Có một cái nét nào đó nó, mà người đó nó đắm nhiễm trong đó cái ái của cái đẹp đó. Thì họ thích quy một khối đó. Ở trong thập nhị duyên khởi các ngài luận giải cái ái nó chỉ một cái nét nào đó mà nó đắm nhiễm trong nét đó thì nó đắm nhiễm toàn cái khối đó chứ không phải cái sắc đẹp đó. Chúng ta thí dụ nha, có những cô ca sĩ xấu ơi là xấu, mà giọng hát hay ơi là hay, giọng hát rất là nghe là mê mẩn tinh thần, mọi người nào đắm nhiễm ra đó là thấy cô này đẹp, thấy cô này đẹp, cái gì cũng đẹp á. Ở chứ không phải là nam nữ gặp nhau là luyến ái sắc đẹp chưa hẳn á, nó luyến ái mở một cái góc độ một cái gì đó. Ví dụ như cái người này giác diện nó không được đẹp lắm, nhưng mà giọng nói nó ngọt ngào, là dính chất cứng cái giọng nói ngọt ngào, chứ đâu hẳn là sắc đẹp đâu. Mà nói luyến ái á, mình chỉ nói anh ra sắc đẹp không là chưa hẳn á. Nhưng mà cái phần đông á thì thường thiên hạ chạy theo cái sắc đẹp, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái người đẹp á vẫn còn bị chồng bỏ đi mà chắc gì luyến ái sắc đẹp. Nó có những cái khác, cho nên nam nữ gặp nhau đó rồi lại luyến ái sắc đẹp chưa hẳn, nhưng mà có một cái nét nào đó khiến cho cái tâm ái của này sanh khởi lên ở một cái nét đó thì nó ôm cả quyền một khối đó. Có nhiều người có cách xử thế khôn ngoan, cái cách xử thế khôn ngoan đó là người kia hài lòng tự nhiên họ dính mắt rồi, luyến ái cách xử thế. Có nhiều nhạc sĩ không đẹp nhưng có ngọn đàn rất là hay, biết bao nhiêu cô cũng chạy theo ngọn đàn đó, cái tiếng đàn đó, chứ không phải là sắc đẹp. Mà nếu chúng ta thấy là những người mà có biệt tài về bóng đá chẳng hạn, là biết bao nhiêu hoa khôi đi theo những cái thiên tài đó, mà những cái gì mà nổi tiếng về bóng đá đó chưa hẳn đã đẹp, như Ronaldo chưa hẳn đã đẹp, mà biết bao nhiêu người mẫu cũng theo. Cái luyến ái nó thuộc về ái, nó chưa hẳn là rất đẹp này. Để ra nào hóa giải tình cảm nam nữ đi tu cũng chưa chắc là hóa giải được rồi nha. Vậy thì sao? Thì phải quán thể trượt, bởi vì cái tình cảm hay là cái luyến ái đó, nó xuất phát từ cái gì mà không trong sạch cho là trong sạch, nó thích.
cái gì nó không tốt đẹp cho nó tốt đẹp. Thì quán ở chỗ không tốt đẹp. Mà lúc Phật Ngài dạy ai? Dạy Cô Lý Gia. Cô Lý Gia, Cô Lý Gia là thích Đức Ananda, hỏi cái này Cô Lý Gia, nàng thích Ananda thích cái gì? Con thích cái lỗ mũi ổng, mũi ổng đẹp lắm. Ồ, cái lỗ mũi trong đó là đầy những chất bẩn, nước mũi, nước nhớt. Con thích cặp mắt ổng. Ồ, con mắt trong đó nó chỉ chứa đầy gàn, máu mũ trong đó. Nếu mà chưa hết đâu thì cắt đứt được. Tới chừng bà giả giờ bà bệnh mới nhắn bà Tỳ Khưu Ni, nói là Tỳ Khưu Ni Cô Lý Gia đang làm tuần bệnh, tỉnh ngày tới. Đức Ananda vẫn tới và nói là này chị, lúc đứa con này dạy ra cái hình hài này nè, là nó là cái kết quả của một sự dâm dục giữa cha và mẹ, nó hình thành bằng những thể trượt trong này. Phải biết sao liền những thể trượt này nè, để là đi tìm ra trong sạch khác, nơi mà không có những thể trượt này. Rồi bà nghe xong bà mới tỉnh và ngộ ra, xin sám hối. Rồi mới cái tình cảm nam nữ nó chấm dứt. Nghe từ đó và nỗ lực tu tập chứng quả A-la-hán. Nói tình cảm nam nữ nó xuất phát từ cái yêu thích gì đó, mà muốn cắt bỏ nó thì đừng yêu thích cái đó nữa. Xong. Đó là biện pháp tốt nhất, rất là quán thị trượt. Quán những cái thể không tốt đẹp. Cái con này đẹp vậy đó, đẹp hình hài, tánh tình có đẹp đâu, mà hình hài nó đẹp chăng nữa đó thì chưa hẳn đẹp hoàn toàn. Cái hình hài nó đẹp nhưng cái mùi trong người đó, nó hôi. Tìm một cái khuyết điểm nào ở trong đó đó để đình chỉ là cái hai luyến đó, là cái biện pháp tốt nhất để mà mình tránh xa sự luyến ái. Xin trả lời câu hỏi thứ tư là như vậy. Rồi xin bước vào gọi thứ năm nha. À, MC MC bớt một gọi thứ năm nè, bớt một gọi thứ năm nè. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính tri ân sư qua câu hỏi số 4. Sư trả lời cho dạ, đời chỉ thế thôi. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 5 của Dạo Chơi Thôi. Thưa sư, muốn có sắc đẹp trong tương lai chúng con phải tu tâm hay làm phước? Dạ, con kính thỉnh mời sư từ bi trả lời câu hỏi số 5. Dạ, con mời sư ạ. Dạ, cả hai. Cả hai nha. Muốn có sắc đẹp trong tương lai chúng ta phải tu tâm hay làm phước? Xin thưa cả hai. Bởi vì cái sắc đẹp đó, nó có hai loại, một loại bên hình thức bên ngoài và một loại trong cái nội tâm. Với sắc đẹp hình thức bên ngoài mà nội tâm nó không tốt đẹp thì tai hại vô cùng. Điển hình giống như nàng chim cha rất là xinh đẹp nhưng mà nội tâm nó xấu, nên nghe lời kẻ ngoại đạo du khống đi tổ. Đẹp bên ngoài rất là đẹp, đó là bà Magandhya. Hai ông bà La Môn Magandhya muốn có một cô gái rất là xinh đẹp vậy, muốn đi tìm một cái người rể môn đăng hộ đối cũng xinh đẹp, nhìn thấy Đức Thế Tôn để rất là xinh đẹp để là dấu bằng chân, dẫn cái cô Magandhya tới. Đức Thế Tôn ngài nói dạ rằng là này bà La Môn, đến nỗi ba cô thiên nữ con gái của Ma Vương mà Như Lai còn muốn đụng chân vô thì làm cách nào mà Như Lai có thể đụng chân vào trong một cái túi chứa đầy phẩn như nước tiểu này. Magandhya rất là đẹp và do sao thời pháp nó hai ông bà Magandhya đã chứng quả Na Hàm xin xuất gia, thì mới giao nàng Magandhya lại cho người chú, người chú mới đem dâng cho vua Uddena. Uddena kết làm bà hoàng hậu thứ hai, nhưng từ đó kết quan tái Đức Phật, thuê con đồ chịu bắt Đức Phật. Cái đẹp bên ngoài nó đâu có mang tai hại nhiều,
chứ đâu có tốt vậy đâu. Nhưng muốn có sắc đẹp bên ngoài ấy, cúng dường về bông hoa, đó là tạo phước về bông hoa, hay là tạo phước về dân y, vân vân. Đó là cái sắc đẹp bên ngoài. Bây giờ sắc đẹp cái nội tâm, người ngoài dù không đẹp lắm nhưng có nội tâm nó đẹp, nó ta thành đẹp. Như có câu dân ngôn, người nào biết mình xấu người đó ta thành đẹp. Thì cái sắc đẹp nội tâm này á, phải tu tâm. Tu tâm tu như thế nào? Xin thưa, chính là từ bi hỷ xả. Mọi người có sắc diện trung bình nhưng mà lúc nào cũng mát mẻ. Mọi người có sắc diện trung bình nhưng mà lúc nào cũng hoan hỷ với những thành tựu của người khác. Mọi người thì có sắc diện trung bình nhưng mà lúc nào tâm cũng cảm thấy xúc động, xót thương trước cảnh khổ của những người khác. Người đó nội tâm rất là đẹp, người ta rất là thu hút, cái đó rất là thu hút người khác, nó dẫn dắt với người khác. Giờ nó muốn sắc đẹp trong tương lai về hình thức hay tạo phước, như là dân y, như là cúng dường bông hoa nè. Nhưng bà hoàng hậu Anocha cúng dường một cái cánh hoa Anocha đến cho bảo tháp, bà phát nguyện là kiếp nào sinh lên con cũng có màu da đẹp giống như là Anocha, như là Anocha này. Hoặc bà Út La Quan Na trong tiền kiếp thường cúng dường bông sen đến nè Đức Phật Lục Giác, cho nên kiếp này bà có được cái màu da xinh đẹp giống như cánh hoa sen. Nó là tạo phước, nó là cúng dường hoa bông hoa nè. Đó là cái sắc đẹp về hình thức. Còn sắc đẹp nội tâm, cái sắc đẹp hình thức mà có mà nội tâm không có mang tai hại. Một cái người mà đẹp á, họ đem cái sắc đẹp mình nó rù rù quyến rũ như người khác, phạm vào giới tà giam chẳng hạn vậy, dễ rớt xuống khổ cảnh. Cái sắc đẹp ở bên ngoài mà nội tâm không có, lợi dụng cái nhan sắc của mình, nam cũng có nữa. Có ông sư cũng rất đẹp, lợi dụng sắc đẹp đó cái đi rù rù mấy cô phật tử nữ. Mấy cái đẹp nó không tốt, cái đẹp nó không tốt. Quá là nội tâm nó tốt, sắc đẹp nội tâm nó chính là tu tập từ bi hỷ xả. Về hình thức bên ngoài đã có, hình thức bên trong có mới là tuyệt vời. Như vậy thì trả lời câu hỏi này là phải cả hai, muốn để có sắc đẹp về hình thức lẫn nội dung là phải cả hai. Thứ nhất là làm phước, tức là cúng dường y dân y hoặc là cúng dường những cái bông hoa. Nếu Phật ngày nay cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, rồi phải tu tập cái vô tâm, đó là cái đẹp của nội tâm. Cả hai xin trả lời câu hỏi là vậy. Nam mô Phật Thầy Giang. Dạ sa thú lành thầy. Con đã vừa nghe xong câu hỏi số 5 mà sư vừa trả lời xong, rất là hay. Con thành kính tri ân sư cũng như thầy mặt dạo chơi thôi. Cũng tri ân Thượng Tòa Chánh Minh đã từ bi hân hỷ trả lời đầy đủ rõ ràng năm câu hỏi vừa qua của cả đạo tràng. Chúng con rất tri ân sư và giờ pháp đàm. Và bây giờ thì con xin kính đọc bài kinh sám hối trước khi thỉnh sư chúc phúc để hoàn mãn buổi pháp thoại cũng như pháp đàm tối hôm nay qua bài vi diệu pháp sắc pháp tổng quát. Kính tiếng sư một buổi tối thật an lành, và con kính mời sư chúc phúc. Phú báo phát sinh lên do phần pháp đàm, xin cúng dường chư tôn thích tăng, xin em nó sẽ an lành cho quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng. Còn mong quý vị thọ một lúc này được an vui tịnh lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng hòa phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, còn mong cái ngày quan hỷ tọa dụng và tùy theo hoàn quyền lực của các ngài. Và xin giao hộ cho chư tôn thích tăng, quý sư cô và toàn thể chư phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, đạt được thành tựu nhĩ. Giờ quý vị hãy rộng tâm kinh phước.
Vô tư sa ma mang a lang ra khan tu sa ba đề va ta sa ma vô tha nu pha quê ni sa đa sa thi pha văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ vậy đức của chư Phật, do nhờ vậy đức của giáo pháp, do nhờ vậy đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Kính chúc quý vị được an vui và từ xa chúng ta sẽ học tới sách tứ đại, bốn sách tứ đại này. Chúc quý vị ăn vui nha. Xin chào tạm biệt quý vị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây buổi học về diệu pháp sắc pháp tổng hợp cũng vừa hoàn mãn. Kính chúc đạo tràng luôn có những buổi pháp thật hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.